đường về thành phố. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phênh phênh có mong mai đầu. Hát theo vàng anh điện câu, đường dài không. Đang chuyển sang dòng nhạc xưa chậm rãi, bass đánh rất sâu nha các bạn. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mất môi thiết tha một chiều gió nhẹ. Đôi này nghe A Cao Tiết là không phải nghĩ. Anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang mà giờ. Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em qua audio trên toàn quốc. Hôm nay giới thiệu đến quý vị một đôi loa Đức. Đôi loa này khá hiếm nha quý vị. Thì cấu hình của những đôi loa Đức rất nhiều. Những cái hãng loa Đức thì thường thiết kế là một trung đơm, chép đơm và một bass. Bass này quý vị thấy ha. Đó, tròn không tròn, lục giác không lục giác ha. Đặc trưng nồi quý vị. Nhìn cái kiểu loa này thì đoán ngay là loa châu Âu của Đức. Bass 25cm nha. Trung đơm này rất to nha các bạn. Trung đơm này khá to. Trung đơm này khoảng 6.5cm. Còn cái chép bên đây thì khoảng 3cm ha. Chép đơm, trung đơm và chép đơm rất là gấu. Bass 25cm nha. Lưới thì lưới nhôm. Đó, xịn sò. Thùng thì khá nặng nha. Đôi loa này đánh đàn rất hay quý vị. Em có test đàn rồi luôn. Đánh 5 ly đàn đánh rất hay. Đặc trưng của những cái dòng loa châu Âu này là tiếng nó rất là sạch sẽ, trong trẻo. Và cái tiếng bass của nó trầm sâu, nghe rất là êm dịu, không có bị mệt. Đây quý vị, model của nó đây, Acron 600B Gemini ha. Từ 22 tới 25 ngàn hẹt quý vị. Nó đánh được sâu tới 22 hẹt, xuống sâu tới 22 hẹt luôn ha. Đó, được sâu tới 22 hẹt luôn.
đó, những cái đôi loa Nhật rất ít xuống được nổi cái tần số này ha, rất ít. 22, công suất là 100W 4 ohm Gemini ha, thành watt góc cạnh đây. Đôi loa này thì đẹp tương đối khoảng 85-90% quý vị, góc cạnh là còn đẹp tuyệt vời hết, không có bể nở, không có cắn bể gì hết. Các tiếng loa thì còn đẹp xuất sắc, nguyên zin hết. Có cái gân này thì thay gân nha quý vị, nhưng mà gân này là gân thay gân xịn nha, thân gân là thay loại gân mềm nha, vì nó bị mục cho nên chúng ta phải thay. Gân này là sử dụng gân của JBL, gân Bell, nó rất là mềm. Bên đây cũng vậy, trung đơm chép đơm tuyệt đẹp quý vị. Em sẽ quay phía sau thì xem ha, tình trạng của nó luôn. Đây, đôi loa này thì rất đẹp ha, màu xám, xám đen. 22-25 ngàn hạt, 100W 4 ohm Gemini. Rồi bây giờ em sẽ đo kích thước của nó cho quý vị ha. Chiều cao là 51, chiều ngang là 30, gần 30,5 nha. Chiều sâu là 27cm, 27,5. Nếu gắn lưới vào thì khoảng 27,5. Cao 51, ngang 30,5 và sâu 27,5 nha. Bass 25cm, trung đơm và chép đơm, Make in Germany, tuyệt vời vô cùng quý vị. Quý vị muốn nghe câu tiếp hay để phòng những cái đôi loa này có kích thước gọn nhưng mà chất âm nó rất là hay, bass nó đánh rất là sâu luôn. Những cái đôi loa của Nhật bass 25 như Pioneer hay Sansui đó đánh không sâu, nếu mà cái kích thước loa bass khoảng bằng với nó đánh sẽ không sâu bằng nó đâu. Đôi này nghe câu tiết là tuyệt vời, nhạc vàng bolero tuyệt vời luôn, bass nó mềm sâu. Đang ghép với con amply Đức Stato A7007, con amply này thì giá cũng rất rẻ ha. Con này thì hôm trước em có quay nội thất các kiểu cho quý vị rồi. Nó bị gãy một cái nút ba lăng đây ha, nhưng mà vẫn gạt ba lăng qua đây qua được ha, bình thường hết. Gãy cái vỏ ngoài thôi. Có những vết thương còn để lại đời ta. Con amply này thì giá chỉ 4,4 triệu thôi quý vị. Con amply Đức Stato 7007 4,4 triệu nha. Phía sau của nó đây, công suất của nó lên đến 200W nha quý vị, điện 220 ha, rất dễ dùng, công suất 200W, đánh hai đôi loa AB và A cộng B, trở kháng đương nhiên là từ 4 ohm nha quý vị, những dòng này thì là 4 ohm hết, đánh được loa 4 ohm 8 ohm. Thì quý vị lấy con amply này thì em sẽ tặng cho quý vị một bộ jack ha, bộ jack game đây chuyển đổi ra AQ và một bộ jack cắm ra lo, em tặng quý vị đầy đủ hết. Rồi còn đôi loa thì giá 7,5 triệu bao ship toàn quốc nha quý vị, với tình trạng đẹp tuyệt vời, chất vô cùng quý vị. Những đôi loa châu Âu như thế này rất hiếm nha, cái dòng Amron rất là hiếm. Thì 7,5 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Mùa dịch đó, hữu nghị, nhưng mà bao ship tận nhà cho quý vị luôn. Phí ship lên rất cao quý vị, đặt sớm ra ship. Bình thường con amply 100-150 là cao rồi, hiện giờ có thể có con ship cả 250-300 luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.